Xin chào quý chị và các bạn, tôi tên là Tô Việt, là một chuyên gia trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm. Tôi đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tô Việt, đang phụ trách chi nhánh Năm Căn Cà Mau. Hôm nay tôi đến thăm cái ao của chị Quyên, ấp Tân Chiếu, xã Tháp Mới. Thì hôm nay tôm cũng được 77 ngày rồi. Ao chị Quyên được khoảng 800 mét vuông, một ao nuôi, hai ao xử lý. Đây. Ao tròn. Đây, hôm nay là có gắn thêm một cây sủi bổ sung oxy cho tôm. Thì hôm nay tôm phát triển rất tốt, màu nước thì màu trà, bóng đẹp. Đây. Hiện tại thì chỉ chạy có ao này chỉ chạy 2 dàn quạt thôi, nhưng mà hiện tại chạy 1 dàn cho nước đạm quá tôm ăn không kịp. Đây. Cây sủi này lượng oxy rất là tốt nha bà con. Bổ sung cây sủi này tôm lột, tôm phát rất là đều. Bữa nay 77 ngày mà về size 42 43 con rồi. Đây tôi cho con coi tôm nha. Đây. Đây cầu vợ nhá đây. Đây. 17 ngày. Đây có cây sủi đơn giản với 2 cây vàng quạt và 1 cây sủi. Sắp tới đây là bổ sung thêm 1 cây sủi nó cho rút tôm về sẽ lớn lẹ. Đây thì chỗ chị Quyên là sử dụng toàn bộ cái quy trình của công ty trách nhiệm hữu hạn OBS, cua hay hớp Biogon rồi em Cinder với quanh rim rất là ok, được ruộng rất là tốt. Đây màu nước đây.